sáng hôm nay cả nhà mình ghé quán phở Thưng có 5088, nằm trên đường này La Sơn Phu Tử. Đây giờ mình sẽ đi vào trong quán nè, quán phở Thưng nằm ở số 11/1 La Sơn Phu Tử, có từ năm 1988 luôn rồi nha. Rồi đi vào phía trong quán rồi đây. Quán rất là đông. À đây. Ôi, có bàn hả? Có bàn. Cái này đi ăn phở. Dạ. Phở. Đông rồi, bay bao nhiêu trong mọi người nha. Ừ. Ok. Rồi. Phở Thưng nha. Đông lắm, đông lắm. Đây khu vực làm đây. Có hành không? Đây khu vực chế biến phía bên kia. Đây để quay cái nhà xem luôn. Được bên trong là cái phở hả? Phở. Em gọi bốn cái bánh. Đây. Rất là lâu rồi. Ba mươi gì? Rau nè. Rau nha. Tí quay tô phở hả? Hành ngâm. Đâu? Hành ngâm. Tỏi ngâm. Tương ớt khổng lồ luôn. Đây lượt Tết thì tăng giá 5.000 đồng một phần, rất là đồng trong thực Tết luôn. Rất là đồng. Một 988 đó nha, 988 luôn đó mẹ. Rồi bốc khói luôn. Wow, khói luôn. Mẹ lấy đâu? Chờ xíu, chờ xíu. Khói trong hả? Khói trong quá. Su ở đây ngồi ba được rồi, cho nên dễ sắp thôi. Su ngồi với ba nha. Con kia ngồi cho rộng rãi con. Dạ con. Ngồi rất chật chội lắm. Đây để quay gần cận cái tô phở nha. Mẹ một đũa mẹ làm cho em si coi. Phở nước trong ghê các bạn ha. Nè. Dạ. Phở nước trong lắm. Su ở đây ngồi được con gái. Ba bảo. Đây miếng nếm thử đi. Nước ngon không? Ai đút con ăn? Khói lên bay. Có wifi nhỉ? Ngọt nhẹ, không có lắm mùi, không có nước trong, không có mỡ nhiều. Còn chút xíu nữa ba hỏi cho ăn đi. Rồi chị Su ăn đi Su. Đây tô phở của chị Su đây. Con đảo nó ăn đi coi. Con xích vào, để xích vào. Rồi con đảo lên. Chú có thể cho tí rau vào cho rau. Salad thì ngon. Trời thì khói bốc ngục luôn. Đây. Em ít có ăn lắm. Chỉ có hai tay hai tô thôi nè.
bếp đang bán bếp đang tay là dùng hai tô cho mẹ một ký tư cho nó. Dạ 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 mẹ một ký cho chị em có chanh không? Chủ quán rất là đông. Chị đi ăn đi nha. Có năm 1988 tới giờ đó. Cái vị này nêm nghe gì tới? Trong tương gọi là vừa tỏi cho hành này tô có su chi cho đây không có cho gì hết. Riêng của con xong rồi nè. Rồi vậy thôi ăn nha. Rồi bye cả nhà, giới thiệu cả nhà một quán phở tôi mới tìm được khá là ngon. Bye.